Tối qua, rất nhiều người dân đã đổ ra đường đón chào thời khắc giao thừa khi những âm thanh của pháo hoa xuất hiện trên bầu trời báo hiệu bước sang năm Giáp Thìn 2024. Người dân trên khắp cả nước đã có những cảm xúc vui mừng và hạnh phúc. Tất cả đều hy vọng đất nước phồn thịnh và phát triển, mọi người luôn được ấm no và hạnh phúc. Tại Cần Thơ, chương trình biểu diễn nghệ thuật chào năm mới có thời lượng 90 phút, chia thành hai phần bao gồm Mùa Xuân Ơn Đảng và Xuân Cần Thơ Rạng Rỡ Tương Lai. Tổng cộng 15 tiết mục văn nghệ được đầu tư quy mô để phục vụ khán giả trong thời khắc chờ đón chuyển giao từ năm cũ sang năm mới. Năm nay, lần đầu thành phố Cần Thơ thực hiện bắn pháo hoa trên xà lan neo ở giữa sông, giúp người dân có tầm nhìn tốt hơn để xem màn pháo hoa nghệ thuật đón giao thừa. Tại thành phố Hồ Chí Minh, có khoảng 2.000 quả pháo hoa tầm cao được bắn tại hai điểm, khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn và khu tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược. Ngoài ra, còn có 9 điểm tầm thấp ở các khu vực khác, nhiều hơn 5 điểm so với năm ngoái. Màn pháo hoa kéo dài 15 phút trong thời khắc giao thừa, như một lời gửi gắm về hy vọng năm mới với những điều tốt đẹp đang chờ đón. Giao thừa năm nay, lần đầu tiên Hà Nội tổ chức lễ hội ánh sáng nghệ thuật Hà Nội rực rỡ Thăng Long với chủ đề Một ngày kinh đô, ngàn năm lịch sử. Đây là màn trình diễn ánh sáng nghệ thuật của 2024 thiết bị bay không người lái với những câu chuyện, hình ảnh đẹp và hình tượng rồng trong văn hóa người Việt và các danh lam thắng cảnh nổi tiếng của thủ đô Hà Nội. Với chủ đề Xuân An Giang 2024, chương trình nghệ thuật chào đón Xuân mới Giáp Thìn 2024 có nhiều tiết mục đặc sắc gây được ấn tượng cho người xem như biểu diễn Lân Sư Đồng, những bài hát, điệu múa ca ngợi quê hương, mùa xuân đất nước và mùa xuân quê hương An Giang. Điểm nhấn là màn bắn pháo hoa đón giao thừa Xuân Giáp Thìn 2024 được người dân thích thú chiêm ngưỡng. Còn tại Hậu Giang, tổ chức chương trình nghệ thuật Hậu Giang chào xuân 2024 mừng Đảng Quang Vinh, mừng Xuân Giáp Thìn, chủ đề Hậu Giang dương tầm cao mới. Qua đây, gửi thông điệp đến nhân dân về những thành tựu nổi bật của tỉnh đạt được trong năm 2023 và thể hiện tinh thần đổi mới, đột phá, quyết tâm, khát vọng Hậu Giang dương tầm cao mới. Giao thừa năm 2024 tại tỉnh Cà Mau có 4 điểm bắn pháo hoa, gồm công viên tượng đài khởi nghĩa Hoàng Khoai, huyện Nam Căn, trung tâm văn hóa truyền thông và thể thao huyện Thới Bình, bến tàu cao tốc thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời và điểm chính ở quảng trường phường 5, thành phố Cà Mau. Tết từ bao đời nay đã hằn sâu trong tâm trí thức của người Việt bởi sự thiêng liêng, ý nghĩa sâu sắc, nguyện cầu một năm mới nhiều may mắn, hạnh phúc và thịnh vượng. Trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, mọi người cũng gửi gắm bao ước mơ và hy vọng. Ước vọng người gia đình luôn bằng an hạnh phúc và kinh tế phát triển hơn năm cũ. Dạ, con có thể mong là gia đình luôn được bình an và vạn sự như ý. Trong năm mới, ba mẹ em nhiều sức khỏe, em cũng học giỏi hơn. Ước vọng thì công việc ok và sức khỏe gia đình em tốt hơn năm ngoái. Năm mới có nhiều thay đổi cũng như công việc làm ăn phát triển hơn nữa. Tối qua tại thành phố Cần Thơ, trong thời khắc thiêng liêng chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, có một âm thanh vang lên, đó là tiếng khóc báo hiệu sự ra đời của em bé Trồng Dằn đầu tiên trong năm Giáp Thìn 2024. Đây là tình yêu, là niềm hạnh phúc của gia đình và cả tập thể y bác sĩ của bệnh viện. Rồi em bé sau khi sinh ra em bé sẽ được nằm lên bụng mẹ nha Quân. Em bé nằm trên bụng mẹ và lên da kề da nha. Tiếng khóc này đã xóa tan sự căng thẳng của phòng sanh. Bé trai chào đời mạnh khỏe trong niềm vui vỡ òa của sản phụ. Càng hạnh phúc hơn khi đúng vào thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Em bé là bất ngờ, cũng không nghĩ là bé sẽ chào đời ngay khoảnh khắc giao thừa như thế này. Dạ. Em rất vui và mừng là con sanh ra được khỏe mạnh. Đêm giao thừa, các khoa của Bệnh viện Phụ sản Cần Thơ vẫn tất bật. Hàng chục bác sĩ, nữ hộ sinh làm việc không ngơi nghỉ. 6 năm gắn bó với nơi này thì đã có 4 năm bác sĩ Thanh trực giao thừa.
Dẫu khó khăn, vất vả, nhưng chị vẫn cảm thấy vui với công việc cao quý này. Đối với cái sát phụ thì cái thời điểm mà giao thừa thì là cái thời điểm mà cũng rất là mong chờ. Thì là một bác sĩ thì luôn là cố gắng hết sức mình để cho mẹ tròn, con vuông. Đặc biệt là trong đêm giao thừa thì sẽ mang lại nhiều ý nghĩa hơn cho gia đình. Không có sắc màu rực rỡ và âm thanh giòn giả của pháo hoa, tiếng khóc mạnh mẽ của các bé rồng vàng thay cho lời chúc mừng năm mới. Với mọi người, bấy nhiêu đó đã là quá đủ cho một năm mới may mắn và bình an. Sau khi chào đón một đêm giao thừa đầy cảm xúc, vào ngày hôm nay, nhiều người dân đã bắt đầu cho ngày du xuân đầu tiên của năm mới. Phóng viên Huỳnh Tâm sẽ thông tin đến quý khán giả về hoạt động này tại thành phố Cần Thơ. Ở các điểm du lịch sinh thái tại thành phố Cần Thơ tiếp tục là lựa chọn của đông đảo bà con du khách ngay trong buổi sáng ngày mùng 1 Tết năm nay. Ghi nhận tại làng du lịch Mỹ Khánh thuộc huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ, ngay trong buổi sáng ngày đầu tiên của năm mới có hàng ngàn lượt khách đã đổ về đây. Ngoài tận hưởng không gian thoáng mát, thưởng thức các món ăn đặc sản hay check-in nhiều góc ảnh đẹp, bà con du khách còn được tham gia trải nghiệm nhiều trò chơi thú vị như đua heo, đua chó, xích khỉ. Đặc biệt tham quan trải nghiệm các dịch vụ mới như cầu trượt dài nhất Việt Nam, mô hình chợ nổi, công viên Hoa Kiển. Năm 2023, đồng bằng sông Cửu Long đón hơn 42 triệu lượt khách, tổng doanh thu đạt khoảng 36.000 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Ở dưới nhiều dịch vụ tham quan trải nghiệm mới lạ và hấp dẫn, hy vọng sẽ giúp cho bà con du khách cùng với gia đình bạn bè của mình có được một ngày đầu tiên du xuân vui tươi và ý nghĩa. Để động viên tinh thần cán bộ, công nhân làm xuyên Tết, vào chiều qua, ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang đã đến thăm cán bộ, công nhân đang thi công gói thầu số 2 đoạn Hậu Giang Cà Mau thuộc cao tốc Cần Thơ Hậu Giang Cà Mau cho dự án đường tỉnh 931 đoạn từ thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ đến cầu Xẻo Dẹt. Đoàn đã đến thăm hỏi và động viên tất cả để tiếp tục cố gắng vượt nắng thắng mưa, đưa các dự án giao thông trọng điểm sớm đi vào hoạt động. Cao tốc thành phần Hậu Giang Cà Mau dài hơn 73 km tuyến chính và gần 17 km tuyến nối. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 17.000 tỷ đồng, khởi công ngày 1 tháng 1 năm 2023, dự kiến hoàn thành năm 2025 và đưa vào khai thác vận hành từ năm 2026. Hiện nay, các đơn vị thi công đang tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thi công. Dự án đường tỉnh 931 đoạn từ thị trấn Vĩnh Viễn đến cầu Xẻo Dẹt dài gần 9,5 km, nối huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang và huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu, tổng mức đầu tư hơn 400 tỷ đồng. Dự án gồm 4 gói thầu, khởi công vào đầu năm 2022. Đến nay thì khối lượng thực hiện đạt trên 55% kế hoạch. Các nhà thầu, đơn vị thi công phấn đấu thông xe kỹ thuật tuyến đường này trước ngày 30 tháng 4 năm nay, sớm khoảng 5 tháng so với kế hoạch đề ra. Bên cạnh những hoạt động vui chơi giải trí ngày Tết thì vẫn có rất nhiều người lặng thầm sản xuất để mang lại những giá trị tốt đẹp, đóng góp vào kinh tế xã hội của cả nước. Chuyến hàng đầu năm ở cảng Tân Cảng, Cát Lái, cửa khẩu cảng biển lớn nhất cả nước, chở theo sản phẩm linh kiện điện tử, được kỳ vọng sẽ mở ra một năm 2024 đầy tươi sáng đối với xuất khẩu hàng hóa của thành phố Hồ Chí Minh. Bởi trong năm 2023 vừa qua, linh kiện điện tử là mặt hàng chủ lực đã góp phần đưa xuất khẩu của thành phố đạt kim ngạch hơn 42 tỷ đô la Mỹ. Để phục vụ thông suất cho những chuyến hàng đầu năm, tại cảng Tân Cảng, Cát Lái, mỗi ca sản xuất có hơn 1.000 người lao động trực tiếp quản lý, điều hành và phục vụ. Nhiều năm qua, lúa gạo Việt Nam đã chứng minh được vị thế trên thị trường quốc tế cả về sản lượng và chất lượng. Đề án phát triển bền vững 1 triệu hecta lúa chuyên canh chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long được chính phủ phê duyệt vào cuối năm 2023, tiếp tục nâng tầm vị thế của hạt gạo Việt Nam. Đề án này thì mang lại những giá trị ra sao trong thời gian tới? Phóng viên Quốc Thới sẽ thông tin chi tiết ngay sau đây. Hiện Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn và 12 địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long đã cơ bản chuẩn bị hoàn tất cho việc triển khai đề án này. Mục tiêu là nâng cao chuỗi giá trị lúa gạo, gia tăng thu nhập cho người dân và doanh nghiệp. Theo đó, đến năm 2030, giảm lượng lúa giống gieo xạ xuống dưới 70kg một hecta, giảm 30% lượng phân hóa học và 20% lượng nước tưới so với canh tác truyền thống. Đặc biệt, 100% diện tích với khoảng 1 triệu nông hộ sẽ áp dụng ít nhất một quy trình canh tác bền vững,
như 1,5 giảm, SRB, tưới ngập khô xen kẽ. Với cách làm này, tỷ lệ lợi nhuận của người trồng lúa đạt trên 50%. Đề án hướng tới việc chuyển đổi theo tư duy kinh tế nông nghiệp, nâng cao chất lượng, chuẩn hóa giống, chuẩn hóa quy trình canh tác, chuẩn hóa công nghệ thu hoạch và sau thu hoạch, chuẩn hóa mã vùng trồng, truy xuất nguồn gốc. Tổng mức đầu tư dự kiến cho đề án đến năm 2030 khoảng 40.000 tỷ đồng. Doanh nghiệp là đầu mối liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm. Nông dân là người được ưu tiên hỗ trợ với nhiều chính sách. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng vừa công bố quyết định thành lập ban chỉ đạo và phân công nhiệm vụ các thành viên của đề án để đẩy nhanh tiến độ. Dự kiến đến năm 2025, diện tích sẽ đạt 180.000 ha. Đề án 1 triệu ha còn phát đi một thông điệp mạnh mẽ của chính phủ về giảm phát thải khí nhà kính trong sản xuất lúa. Điều này cho thấy nỗ lực và quyết tâm của Việt Nam trong đóng góp vào mục tiêu xanh toàn cầu. Nếu nhắc đến sự phát triển nông nghiệp của nước ta, thì không thể nào bỏ qua một mặt hàng trái cây cũng đã tạo ra được điểm nhấn trong năm vừa qua. Đó là sầu riêng. Xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam vượt mốc 2 tỷ đô la Mỹ. Những ngày Tết Giáp Thìn 2024, giá sầu riêng tại vườn lại liên tục giữ mức giá cao, có khi lên đến gần 200.000 đồng một ký. Người trồng sầu riêng đã có một năm trúng mùa được giá và đón Tết đầm ấm. Ghi nhận tại thủ phủ sầu riêng ở thành phố Cần Thơ. Dù là ngày Tết, nhưng ông Cần ở xã Tân Thới, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ vẫn liên tục cập nhật tình hình sâu bệnh và giá cả sầu riêng. Mùa vừa rồi, với 5 công sầu riêng cho trái rải vụ, ông thu hoạch khoảng 6 tấn. Sau khi trừ chi phí, ông còn lợi nhuận 250 triệu đồng. Trái sầu riêng đã giúp ông trả hết gánh nặng nợ nần nhiều năm nay. Trúng mùa sầu riêng thì hết nợ nần, cũng mần heo đồ ăn mừng. Như năm nay thì nói chung quy lợi nữa, cũng phấn khởi, có thể là trúng hơn năm rồi. Chắc năm nay ăn cũng lớn hơn năm rồi. Vui xuân nhưng không quên mùa vụ. Những ngày Tết này, ông Cần dành nhiều thời gian để chăm vườn sầu riêng, nguồn thu nhập chính của gia đình hiện nay. Huyện Phong Điền có diện tích trồng sầu riêng lớn nhất tại thành phố Cần Thơ với gần 2.150 hectare. Thời tiết thuận lợi và áp dụng mô hình canh tác phù hợp, hứa hẹn thêm một mùa sầu riêng thắng lợi. Năm nay thì tầm đó 30 tháng 4 mình á, sầu riêng là bán. Hôm nay mặc dù Tết thiệt nhưng mà có một cái là đi ra để coi quét nhị của nó. Tại vì để thụ phấn cho nó, nhằm cho nó đậu trái tròn cao hơn. Trồng theo cái hướng sạch, coi như là được cái giá, bởi vì đúng cái thương hiệu của Tân Thới, rồi cũng như của Phong Điền đó là trường sầu riêng của Tân Thới là rất là đạt hiệu quả cao. Năm nay, bà con trồng sầu riêng ở xã Tân Thới, huyện Phong Điền trúng mùa được giá, ai ai cũng có cái Tết ấm no. Tết là một khởi đầu mới, nên luôn được gửi gắm nhiều ước vọng. Năm mới thì mùa vụ mới thì cũng trúng mùa, rồi trúng giá. Trong năm 2023 đó thì bà con dân toàn xã đó thì mình cũng ước lượng được thu hoạch đó thì thu lại nhận đó thì cũng tương đương đó khoảng 900 tỷ. Đó, từ đó đó thì bà con dân chuẩn bị cho cái kinh tế cũng được dồi dào và cũng phát triển trong cái thời gian tới. Năm ngoái, xuất khẩu sầu riêng của nước ta đã vượt mốc 2 tỷ đô la Mỹ. Nhiều gia đình có thu nhập tiền tỷ khi giá thu mua tại vườn đạt kỷ lục. Trúng mùa, trúng giá, bà con đón Tết Giáp Thìn trong niềm vui lớn. Tương lai đang rộng mở khi loại trái cây đặc sản này ngày càng được người tiêu dùng thế giới ưa chuộng. Thưa quý khán giả, ngày Tết ở miền Tây thì có vô vàn những phong tục truyền thống được truyền từ đời này sang đời khác. Có thể kể đến như là phong tục lặt lá mai vào độ rằm tháng Chạp, đưa ông Táo về trời vào ngày 23 Tết hay là gói bánh tét. Và trong số đó, để hướng đến một cái Tết ấm no, lành mạnh, thì nhiều bà con tại một số địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long vẫn còn duy trì tập tục chia heo ngày Tết, một nét đẹp văn hóa tại những vùng quê Nam Bộ. Cây cầu khỉ, một biểu tượng quen thuộc của vùng quê nông thôn,
Và ngày hôm nay để qua được tới nhà của bà Sáu và quay được bối cảnh chia heo của bà con trong ngày Tết này á, thì nhóm phóng viên chúng tôi sẽ phải thực hiện một cái thử thách nhỏ nhỏ, đó chính là đi ngang qua cây cầu này. Dạ, bà Sáu không mới tới. Đúng rồi, cái nói. Dạ, khỏe hả Sáu? Khỏe. Dạ. Mình đang coi mai ha. Coi mai. Quá trời cây mai bữa nay tốt rồi, Sáu ơi. Vô nhà. Vô nhà ăn nước. Bà con mình tới chia heo gì chưa hay sao? Rồi, chút nữa thôi. Dạ. Chia heo ngày Tết. Nói nôm na là trong cùng một xóm, mọi người sẽ chọn ra người nuôi mát tay. Sau đó những người khác chỉ cần hùng hạp tiền hay thức ăn để người nuôi chăm sóc. Tới mùa Tết sẽ xúm lại xẻ thịt và chia phần. Hoặc cũng có một số trường hợp đơn giản là nhà này có nuôi heo tốt, mùa Tết về thì xẻ thịt và cân chia bán lại cho bà con. Với kinh nghiệm dày dặn cùng sự mát tay, con heo năm nay được bà chọn để chia nặng hơn cả 100 kg. Việc bắt heo thì phải cần đến cả 4 hay 5 người đàn ông khỏe mạnh mới có thể hoàn thành. Thế nhưng lắm lúc cũng chẳng mấy dễ dàng. Sau mỗi công đoạn, con heo cuối cùng cũng được làm sạch và xẻ thịt. Lúc này con cháu trong nhà và cả bà con hàng xóm cùng đến để chia phần. Không khí rôm rã về những câu chuyện đồng áng, chuyện vui buồn của một năm đã qua cũng được bộc bạch qua đây. Giờ anh em nào muốn thích con đùi hoặc ba gội gì đó, dòi đó thì muốn thích nào thì mình anh em nào lựa nấy, đọc điều hết. Cũng như là Tết mình làm con vậy đó, chia ra cho con cháu á, thịt đầu lòng, huyết, ruột để nấu cháo ăn, nó cù lao rồi đó, kho rượu, heo sạch mình ở nhà mình ăn toàn hơn, mình mua, heo chợ mình không thấy chắc ăn không á, sợ heo bệnh rồi đó. Không đơn thuần chỉ là tình làng nghĩa xóm, mà thói quen chia heo của bà con như thế này còn mang đến thông điệp vì sức khỏe. Nhất là trong bối cảnh dịch Tết này, tình trạng heo nhập lậu, heo bệnh hại diễn biến khó lường. Dịch tả châu Phi giờ nó tràn lan quá trời, mình giờ heo nhà mình nuôi thì chắc chắn hơn. Là mình vui á, con cháu mình chia cho con cháu rồi nó ăn á, đâu cười cãi gì đâu. Duy trì mình năm nào cũng phải công bằng con á, cảm thấy con vui vẻ vậy Tết mà. Một năm mới sức khỏe, hạnh phúc, no ấm, đầy đủ và bình an. Đó cũng là lời chúc mà ekip của chúng tôi muốn gửi đến quý khán giả trong dịp đầu xuân. Cảm ơn về sự đồng hành và hy vọng miền Tây hôm nay vẫn là địa chỉ uy tín mà quý khán giả lựa chọn để cập nhật dòng chảy tin tức trong năm nay. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.